mình đã tránh mọi người hỏi mấy câu rồi, thành ra mọi người cứ hỏi là anh nghĩ sao về vụ mèo béo này. Thực ra là cái vụ mèo béo đến bây giờ anh mới nghe người ta nói, anh nói thật là anh nói thật với em ý. Anh mèo béo là ai và anh tâm bây giờ em nên nhớ nhá, một ngày ở trên Việt Nam mình có bao nhiêu chuyện buồn xảy ra, và trên thế giới bao nhiêu người mất và bao nhiêu người được sinh ra, chẳng qua là không được lên mạng, không lên báo thôi. Còn những cái câu chuyện mà nó đau lòng như thế hơn thế nhiều. Nếu cô đã quan tâm vấn đề đấy thì đi quan tâm. Mèo béo với cả mèo không, không quan tâm. Cho nên là tôi không quan tâm luôn ý. Chứ mấy bà cứ hỏi là anh có quan tâm mèo béo với mèo không béo ý. Cái việc mà quan trọng nhất hôm nay hướng tới Điện Biên này. Tôi ngồi tôi chia sẻ video ở bên phở bò, tôi ngồi tôi xem live stream diễn binh hết. Mình phải xem các cụ, các ông cha ta ngày xưa đây, nó oánh như thế nào, bro như thế nào, hiểu không? Có đẳng cấp thế nào? Cái mèo mấy mủng áo thì nó có liên quan đến cuộc sống mình đâu mà. Là ma quỷ.